Xin chào tất cả các bạn, Nguyễn Hòa đang có mặt ở thành phố biển Vũng Tàu. Rồi xin mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Hải sản chợ sống lưới rất tươi mà rẻ nữa, ngon mà rẻ, rẻ chất lượng. Chợ sống lưới thành phố Vũng Tàu này công nhận hải sản tươi, tươi ngon sống chất lượng. Rồi tay đưa bên tay của chị em ạ. Cái này là gần như 350. Cái này là gần như 350.
tươi và rẻ. Ông chủ Mỹ nghe ai? Hello, chào cô. Cả nhà, ai ăn gì ổng hộ mình nha. Cả nhà, mọi người ơi, ghẹ 120.000 cái đó. Mọi người ơi. Mẹ sao được? Câu chuyện bao ngon. Mầm đâm số mà tường luôn nè. Rồi, Nguyễn Hòa đang có mặt ở bãi biển thành phố Vũng Tàu. Nguyễn Hòa đang tham quan và trải nghiệm thành phố Vũng Tàu.
Nguyễn Hòa đang tham quan thành phố biển Vũng Tàu. Rồi, Nguyễn Hòa đang có mặt ở bãi biển thành phố Vũng Tàu. Nguyễn Hòa đang tham quan và trải nghiệm thành phố Vũng Tàu.